Trường Giang xin kính chào tất cả quý khán giả của chương trình Sao Nói Ngôi. Tuổi thơ của Giang nó cũng rất là đẹp. Ngày xưa đoàn cải lương Minh Tơ hát, đêm nào cũng hát. Và Giang may mắn được đi theo mẹ, xem mẹ làm tóc cho nghệ sĩ. Mợ hai là nghệ sĩ Thanh Loan và cậu Trường Sơn và tất cả các cô chú trong đoàn Minh Tơ được xem. Và kỷ niệm nhớ nhất của Giang là mỗi lần mà nghe tới trống quảng là đánh giáo, đánh thương rồi những cái đoạn mà cao trào là chạy lên cánh gà đứng xem. Với chủ đề là quê hương và tuổi thơ thì với chủ đề này Giang lấy một tác phẩm cải lương Kim Đồng. Kịch bản này rất lâu rồi Giang không có được tận mắt xem các cô các chú của đoàn Minh Tơ ngày xưa diễn. Kim Đồng này là vai ấn tượng của thầy Giang, đó là nghệ sĩ Bạch Long. Thì Giang muốn lấy lại tác phẩm này, cũng như là Giang muốn học hỏi nhiều hơn từ cách diễn của thầy, cách múa của thầy, cách hát của thầy và cách tải nhân vật của thầy mình ở trong cái tác phẩm này. Những gì Sao Nói Ngôi tập 4, quê hương và tuổi thơ, phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Phát lại vào lúc 12 giờ thứ sáu ngày 16 tháng 6 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.